Chào bạn Nhật, xin chào các bác nha. Em lại tiếp tục lên sóng phục vụ các bác con lọc khí Daikin. Nói chung là hàng đợt này về rất là đẹp, toàn bộ em nhập là hàng tuyển chọn trắng đẹp. Cho nên về là gần như là dọn xong con nào bán ngay con đấy các bác ạ. Ở đây tiếp tục là một con Daikin đồng hồ vuông mã số 5 này. Cái model này thì nó bán cực chạy rồi, giá thành rất hợp lý. Dùng lại được cho phòng lớn, phòng nhỏ đều ok, phòng chung cư các bác cũng dùng được hết nhé. Chiếc Daikin này mình có thể dùng cho phòng khoảng 55m² đổ lại. À, hình thức thì các bác nhìn như trên clip ấy, nó còn khá là đẹp, vỏ nguyên bản đấy ạ. Đấy, vỏ nguyên bản các bác nhé. Em nhập cái lô này toàn bộ là hàng trắng đẹp, không nhập hàng xấu. Đấy, vỏ nguyên bản rất đẹp, ok luôn, mặt mũi sáng, đúng chất bãi Nhật luôn, nguyên bản 100%, không sửa chữa bất kể hạng mục gì. Đấy, con này em chỉ đấu mỗi biến áp bên trong thành điện 220V thôi nhé, tất cả các chức năng hoạt động ok hết, không có lỗi lầm bất kể một cái gì cả. Đấy. Công nghệ timer khử khuẩn. Đấy, tắt bật đèn. Đấy. Giữ 2 giây cái nút này thì nó là khóa trẻ em. Trong này cho các bác xem bên trong nội thất nhé. Đấy, Daikin đồng hồ vuông có 2 cột lọc tĩnh điện này. Đấy. Chỉ có duy nhất cái dòng Daikin thì mới có thôi, Sharp Pitmana thì nó không làm. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên bụi sẽ phải đi qua đây, nó có 2 cái dây thép này nó đốt bụi vi khuẩn nấm mốc. Lại thêm một cái màng thô. Con này gọi là 5 lớp màng lọc. Đầu tiên là lớp màng tĩnh điện này, thứ hai là lớp màng thô này, thứ ba là lớp màng HEPA này, thứ tư là lớp than hoạt tính trong này, thứ năm là công nghệ timer khử khuẩn các bác nhé. Tức là 5 công nghệ để khử khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn, lọc bụi, khử mùi. Đấy. Và tiếp theo nữa là một công nghệ nữa là công nghệ bù ẩm. Đấy. Một con máy lọc khí Nhật thì nó phun lắm, nó không như hàng liên doanh đâu ạ. Đấy. Tiếp theo là bù ẩm. Thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp, hoặc là các bác dùng điều hòa thì mình cho nước vào bình đây. Đấy, các bác bật chế độ bù ẩm lên thì nó tăng độ ẩm trong phòng lên ạ. Mà tập ẩm các thứ nhé. Rất đẹp. Seri máy các bác nhé, 1078 MCK 70N BK. Bản này cái tên này nó rất là nhiều loại tên, nhưng mà bản chất thực ra thì nó vẫn là một kiểu máy thôi. Con này em bán là 2.6 triệu, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Các bác nào ở xa mua thì mình đặt cọc trước em 500 nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt. Tất cả các clip bán hàng của em đều công khai giá cả đầy đủ, cho nên các bác chịu khó xem một chút nhé. Clip em đăng rất là ngắn thôi, chỉ có 2-3 phút thôi, không đăng dài. Các bác xem đầy đủ thông tin trong đấy nhé. Chào các bác.